Kinh văn, Quỷ Dương hỏi Thánh Nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống, quen làm những nghiệp gì? Thánh Nữ đáp rằng, thân mẫu tôi tà kiến, khinh chê ngôi Tam Bảo, hoặc có lúc tạm tin, nhưng rồi chẳng kính, dầu khuất không bao lâu mà chưa rõ thác sanh về đâu. Vô Độc hỏi rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Thánh Nữ đáp rằng, thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến, thân mẫu tôi tên là Duyệt Đế Lợi. Vô Độc chắp tay thưa Bồ Tát rằng, xin Thánh giả hãy trở về và chớ thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Nghe nói nhờ con trai của bà có lòng hiếu thuận vì mẹ mà thiết cúng để tu phước và bố thí chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Chẳng phải chỉ thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được an lạc, đồng được thác sanh cả. Nói xong, Quỷ Dương chắp tay chào Thánh Nữ mà cáo lui. Lược giảng, nghe Thánh Nữ nói muốn biết thân mẫu mình thác sanh vào chốn nào trong 6 nẻo luân hồi. Quỷ Dương hỏi Thánh Nữ rằng, thân mẫu của Bồ Tát khi còn sống quen làm những nghiệp gì? Bà sinh sống bằng nghề gì? Thuở sinh tiền bà thích làm những việc gì? Vì thấy Thánh Nữ Bà La Môn đến được địa ngục thì nhất định là nhờ ở sức mạnh của oai đức nguyện lực, cho nên Quỷ Dương mới gọi Thánh Nữ là Bồ Tát. Thánh Nữ đáp rằng, thân mẫu tôi tà kiến, mặc dù là mẹ của tôi, nhưng tôi không thể che giấu những sai lầm của bà được. Mẹ tôi là người tà tri tà kiến. Tà kiến là một trong 5 thứ kiến giải sai lầm, ngũ kiến hoặc 5 mối sai khiến, ngũ lợi sử, thân kiến, biên kiến, giới kiến, kiến thủ kiến và tà kiến. 1. Thân kiến, chấp là có thân mình. Thân kiến là luôn luôn lo toan tính toán cho cái thân của mình, không muốn nó phải chịu thiệt thòi. Thí dụ ăn uống thì phải là đồ ngon đồ bổ, như thế mới khỏi lo sợ là sẽ ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Những người có thân kiến cứ muốn bồi bổ thân hình cho mập mạp, béo tốt, không ngại thân mình quá thừa thịt thừa mỡ, bởi họ cho rằng như thế mới là thân thể khỏe mạnh, càng mập càng tốt. Lúc nào họ cũng sẵn sàng vì bản thân mà ưu tư tính toán, phải ở nơi nhà cao cửa rộng đầy đủ tiện nghi, ăn uống phủ phê, áo quần sang trọng. Từ sáng đến tối chỉ nghĩ tới chuyện hưởng thụ sung sướng và chăm sóc cái thân này từng ly từng tí. Đó là nói về thân kiến, không muốn cho thân thể chịu thiệt thòi tổn thất. 2 là biên kiến, cực đoan, chỉ thấy một bên. Biên kiến tức là nhìn sự việc một cách thiên lệch hoặc quá khích. Thí dụ hút thuốc lá là có hại, nhưng những kẻ có biên kiến lại nói rằng hút thuốc thì chẳng có gì là không tốt cả. Và còn ngoan cố bảo rằng làm như thế mới là hay, là tài giỏi nữa. Họ lại còn biện hộ rằng quý vị sở dĩ chống đối việc hút thuốc là vì quý vị chưa hiểu hết được sự thần diệu của nó. Chứ một khi được thử qua sự thần diệu đó rồi thì e rằng ai nấy cũng đều không muốn từ bỏ, và biết đâu lại còn hút nhiều hơn. Những kẻ có biên kiến thường nói năng rất khéo léo, lưu loát, viện dẫn lý lẽ rất hùng hồn, nhưng thực chất thì chỉ toàn là thành kiến lệch lạc. 3. Kiến thủ kiến, cố chấp, bám chặt vào kiến giải sai lầm. 4. Giới kiến, hiểu sai về giới, trì giữ những giới sai lạc. Giới kiến chính là tà giới. Thí dụ, có những kẻ khi thấy người theo đạo Phật thì không ăn thịt, liền nói: không ăn thịt thì có gì đáng nói, quý vị biết không? Có người ngay cả muối họ cũng không ăn nữa, như thế mới là có bản lãnh chứ. Nếu không tin thì quý vị thử làm xem. Và họ cố ý cứ thế mà đi dần tới việc quỷ bán Tam Bảo. Nói chung, cho dù việc quý vị làm rõ ràng là đúng, nhưng những kẻ có giới kiến vẫn bới lông tìm vết, cố tìm cho ra khuyết điểm để phê phán, dèm pha cho bằng được. 5. Tà kiến, cái thấy tà vậy. Thí dụ, khi thấy mọi người đều ca ngợi hạnh hiếu thảo, thì kẻ tà kiến lại bảo
hiếu thảo cha mẹ đi làm gì, cha mẹ sanh con đẻ cái là hậu quả của lòng ham khoái lạc nhất thời, chứ nào phải tử tế gì đâu. Và vì thế họ bỏ mặc không đói hoài tới cha mẹ, đến khi cha mẹ già nua rồi qua đời thì họ thở phào nhẹ nhõm, cũng tốt thôi. Thế là thế giới bớt được một kẻ ngồi không ăn bám. Những kẻ tà kiến thường nói năng dài dòng, dựng dẫn lung tung. Nhiều quý vị nói rằng hiếu thảo cha mẹ là hợp với đạo lý, đúng với lẽ phải, thì họ phản đối và cãi lại. Thật là ngu xuẩn, hai ông bà đều già cả, sắp xuống lỗ hết rồi, còn hầu hạ hiếu thuận họ làm gì cho nhọc xác chứ. Họ bảo quý vị ngu xuẩn, nhưng chính họ mới thực sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Đó là điển hình của hạng người đầy rẫy tà tri tà kiến. Kinh chê ngôi Tam Bảo. Câu này nguyên văn chữ Hán là cơ quỷ Tam Bảo. Cơ là diễu cợt, quỷ là chê bai. Dĩ như có nhiều người thấy kẻ khác lại Phật, liền mai mỉa, xem kìa, hắn sùng tín đạo Phật đấy. Những người tin Phật thì cái gì cũng làm, xem ra thì họ có gì hay hơn người khác đâu. Không phải là họ cũng chơi bời, cờ bạc rượu chè như thiên hạ, việc gì cũng tham dự hết sao? Tin Phật thì được lợi ích gì? Họ gán cho tín đồ Phật giáo cả núi tội, trút lên đầu người Phật tử cả đống lỗi, mà tội nào tội nấy đều nghiêm trọng hơn cả thập ác và ngũ nghịch rất nhiều, đó gọi là cơ. Quỷ là chê bai phỉ báng. Thí dụ có người nói rằng, quý vị không nên tin Phật, những người theo đạo Phật đều là những kẻ lừa đảo. Nói như thế tức là chê bai, quỷ báng Tam Bảo vậy. Hoặc có người lại nói rằng Phật, Pháp, Tăng đều là giả dối. Phật chỉ là tượng đất, Pháp chẳng qua chỉ là chữ viết trên giấy. Còn tu sĩ thì bất quá cũng là con người phàm phu tục tử mà thôi, đâu có gì đặc biệt. Thế thì tại sao mọi người cần phải tin lời Phật nói? Tại sao phải dập đầu quỳ lại? Các người quả thật là ngu si tột bực. Họ mắng nhiếc một hồi thậm tệ như thế, khiến cho những người tin Phật cũng sanh lòng hoang mang, ngờ vực. Thậm chí có kẻ phải giấu giếm, không dám cho ai biết rằng mình theo đạo Phật. Trong số những vị cao niên thường đến đây nghe thuyết pháp vào ngày Chủ nhật, có một vị cách đây mấy năm đã từng ngỏ ý muốn được quy y với tôi, nhưng tôi trước sau vẫn không nhận lời. Vì sao? Vì ông ấy muốn quy y một cách bí mật, không muốn để cho người khác biết. Quý vị xem, quy y chứ đâu phải đi ăn trộm. Thì tại sao phải bí mật, lén lén lút lút chứ? Ông ta muốn bí mật, nhưng ở đây tôi không có thứ quy y bí mật đó, cho nên tôi bảo ông ấy nên suy nghĩ lại. Việc này thật là kỳ lạ. Ông ấy viện cớ gì? Ông ấy nói rằng ông vốn là tín đồ Thiên Chúa giáo và có quen biết rất nhiều người trong giáo đoàn. Bây giờ nếu họ biết ông ta theo đạo Phật thì họ sẽ cho rằng ông là kẻ phản đạo, là một tên phản đồ. Nhưng nếu không thú thật, tức là ông ta lừa dối mọi người, như thế lại càng tội lỗi hơn nữa. Ông ta lại còn nêu ra một nguyên do khác, đó là gì? Ông còn muốn nhận sự cứu tế từ nhà thờ nọ. Quý vị xem, như thế thì làm sao gọi là tin Phật được chứ? Thật là đáng thương. Hoặc có lúc tạm tin. Tạm tin tức là tin tưởng tạm thời, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chứ chẳng phải mãi mãi tin tưởng. Chúng ta tin Phật thì cần phải phát nguyện vĩnh viễn tin Phật, không nên chỉ tin tạm thời như bà mẹ của thánh nữ Bà La Môn. Thí dụ có nhiều người nói rằng tôi chỉ tin trong vòng một tiếng đồng hồ, quá một tiếng đồng hồ rồi thì tôi không tin nữa. Như thế gọi là tin tạm thời hay tạm tin. Những người đó không thể nào duy trì lòng tin lâu tới 2 tiếng đồng hồ được. Họ chỉ tin trong 1 giờ đồng hồ mà thôi. Có người thì lòng hăng hái và nhiệt tình tin tưởng của họ chỉ kéo dài tối đa là 5 phút. Quá 5 phút thì nguội lạnh hẳn. Họ chỉ có thể giữ được tín tâm trong 5 phút. Tuy nhiên, chúng ta học Phật thì cần phải tin Phật và cần phải phát nguyện mãi mãi có đức tin. Vậy thì có thể là cũng trong 5 phút ngắn ngủi nào đó, bà mẹ của thánh nữ chịu theo con đi lễ Phật, quy y Tam Bảo, hoặc lại một vị sư làm thầy, nhưng rồi chẳng kính. Khi đối trước tượng Phật thì bà lạy Phật, tin Phật, nhưng chỉ vừa quay lưng là lập tức không còn cung kính nữa.
giàu quốc không bao lâu mà chưa rõ thác sanh về đâu. Mẹ tôi vừa mới qua đời, nhưng tôi không biết bà phải đầu thai vào chốn nào. Vô Độc hỏi rằng, thân mẫu của Bồ Tát tên họ là gì? Vì thánh nữ Bà La Môn chưa cho biết danh tánh của bà mẹ, nên Quỷ Dương không thể không hỏi cho rõ ràng. Chẳng hay mẹ của ngài tên họ là gì? Bà cư ngụ nơi đâu? Địa chỉ của ngài là gì? Xin ngài hãy kể rõ. Thánh nữ đáp rằng, thân phụ và thân mẫu tôi đều dòng dõi Bà La Môn. Xã hội Ấn Độ thời bấy giờ có 4 chủng tánh. Những người có nghiên cứu về Ấn Độ cần phải biết 4 chủng tánh này là gồm những gì. 1. Bà La Môn, tức là Tịnh Duệ, dòng dõi thanh tịnh. 2. Sát Đế Lợi, dòng dõi vua chúa. 3. Phệ Xá, hạng người hành nghề thương cổ. Thương là đem hàng hóa đi bán, cổ là ngồi bán. Hành thương tọa cổ là chỉ cho nghề buôn bán. 4. Chiên Đà La, giai cấp hạ tiện, thấp kém nhất trong xã hội, như hàng đồ tể chuyên giết heo, giết bò. Tại Ấn Độ, những kẻ làm nghề đồ tể lúc đi đường đều phải đi nép sang một bên, không được đi chung hoặc ngăn hàng với người thuộc 3 giai cấp trên, và càng không được đi cùng một con đường với hàng quý tộc. Trên thân những người đồ tể đều có đánh dấu, ai trông thấy thì liền biết đó là hạng chiên Đà La. Đồ tể là một công việc rất thấp hèn, nên những người hành nghề này đều bị liệt vào giai cấp thấp hèn nhất trong xã hội. Thánh nữ đang được nói đến trong kinh này vốn thuộc dòng Bà La Môn, tức là ở hàng quý tộc. Xã hội Ấn Độ và Anh Quốc đều chú trọng giai cấp, và cho đến nay họ vẫn còn đặt nặng vấn đề giai cấp. Nước Mỹ là một quốc gia dân chủ, không ai có quan niệm phân chia giai cấp cả, mọi người đều sống rất bình đẳng. Còn Ấn Độ thì lại khác, những người thuộc giai cấp cao không được trò chuyện với người ở giai cấp thấp thua mình. Nếu vi phạm, họ sẽ bị những người thuộc giai cấp cao khinh rẻ, xem như kẻ không có chút giá trị, chẳng ra gì. Quan niệm phân chia giai cấp này rất lợi hại. Thân phụ tôi hiệu là Thi La Thiện Kiến. Thi La là tiếng Phạn và có nghĩa là giới luật. Tuy nhiên ở đây là hàm nghĩa mát mẻ, thanh lương. Thân mẫu tôi tên là Duyệt Đế Lợi. Duyệt Đế Lợi cũng là Phạn ngữ. Trong kinh Phật không có cái gì thuyết pháp một cách chánh thức, nên ở đây tôi chú giải thêm chút đỉnh như duyệt nghĩa là hoan hỷ, vui vẻ. Đế là hoàng đế, vậy hoàng đế vui thích. Ý nói người này rất xinh đẹp, đến ngay cả hoàng đế cũng phải yêu thích, cũng có thể giải thích như thế. Thật ra, ý nghĩa của tên gọi thì không nhất định. Quý vị muốn giảng nghĩa thế nào cũng được, miễn sao hợp lý thì thôi, nhất là đối với tiếng Phạn. Do đó, sau khi nghe giảng rồi, quý vị xem kinh văn có chỗ nào không hiểu thì chớ vội nói là mình không biết. Quý vị phải vận dụng trí huệ của chính mình để nghiền ngẫm, suy luận. Trí huệ của quý vị một khi khai mở thì, ồ, tôi biết rồi, thì ra là như vậy. Hễ nói cho hợp lý thì giảng giải thế nào cũng được, chỉ cần đừng mắng chửi người khác, đừng nói xấu hoặc là bôi nhọ, cũng chớ nên cứng ngắc, cố chấp. Vô Độc chắp tay thưa Bồ Tát rằng, Quỷ Dương Vô Độc nghe thánh nữ Bà La Môn nói xong, liền chắp hai tay lại, biểu thị sự cung kính và nói với thánh nữ rằng, xin thánh giả hãy trở về và chớ thương nhớ buồn rầu quá lắm nữa. Xin Bồ Tát hãy trở về nơi ở của mình và xin ngài chớ nên lo âu, buồn bã, nhớ thương thân mẫu nữa. Xin ngài hãy bớt lòng lưu luyến, tiếc thương bởi vì tội nữ Duyệt Đế Lợi được sanh lên cõi trời đến nay đã 3 ngày rồi. Tại vì sao mà bà Duyệt Đế Lợi lại được sanh lên cõi trời? Vì nghe nói nhờ con trai của bà có lòng hiếu thuận, mặc dù là con gái, nhưng ở đây biểu thị là con trai. Vì mẹ mà thiết cúng để tu phước và bố thí chùa tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Bố thí tức là trai tăng cúng chúng, làm cơm chay cúng dường chư tăng. Như vậy, bà Duyệt Đế Lợi này có một người con trai rất hiếu thảo. Y đã bán hết tất cả gia sản để thiết trai tăng,
cúng dường đại chúng tại các chùa và tháp thờ Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, ngõ hầu tu tạo phước lành cho mẫu thân. Chẳng phải chỉ thân mẫu của Bồ Tát được thoát khỏi địa ngục, mà ngày hôm đó những tội nhân vô gián cũng đều được an lạc, đồng được thác sanh cả. Ngoài ra, cũng trong ngày hôm đó, không riêng gì thân mẫu của Thánh Nữ Bà La Môn, mà vô lượng vô biên tội nhân ở địa ngục vô gián lúc bấy giờ cũng đều được thoát khỏi tội khổ, được sự an vui và đều được sanh lên cõi trời. Nói xong, Quỷ Dương chắp tay chào Thánh Nữ mà cáo lui. Quỷ Dương Châu Độc nói xong, liền cung kính chắp tay làm lễ chào Thánh Nữ rồi rút lui. Ha ha ha, 问三摩地所